Hả? Con nói lại một lần nữa cho mẹ nghe xem. Con thiếu nợ người ta, rồi bây giờ người ta gọi điện thoại ba mẹ người ta kiếm con á. Con thiếu nợ? Thiếu nợ là như thế nào? Trời ơi, bỏ ra đi, ông bị sao vậy? Hả? Tôi quên. Cái gì? Hả? Con làm sao mà có thiếu nợ người ta? Này, tôi đính chính nha. Tháng nào tôi cũng gửi tiền lên cho con đàng hoàng. Ông đừng có nghĩ là tôi không có gửi nha. Mẹ có gửi tiền lên cho con đàng hoàng đúng không? Con nói với mẹ là con vẫn đủ xài mà đúng không? Nè, nói cho bà biết coi, con nợ người ta bao nhiêu? Bao nhiêu? 1 triệu. Trời ơi, thiệt tình. Quỷ. 1 triệu, không có sao hết trơn á. Thôi, ông đừng có la con nha. Tôi thấy không sao, bởi vì nhiều khi có sinh nhật bạn bè đột xuất trong tháng á, 2-3 đứa lượt thì làm sao mà không có tốn tiền được. Mà chắc là con nó ngại, nó xin lặt vặt vậy rồi mẹ mất công gửi tới gửi lui, cho nên là nó mượn tiền bạn á, rồi mua quà trước, rồi giờ về mới nói với mẹ đây nè. Không có sao hết trơn á, 1 triệu một lát nữa mẹ sẽ lấy đưa cho con, rồi con trả cho bạn con. Đừng có lo là mình mắc nợ, hiểu không? Không phải 1 triệu mẹ ơi. Chứ nhiêu? 10 triệu. Trời ơi, đang tuổi ăn tuổi học mà làm gì mất nợ tới 10 triệu hả con? Số tiền đó lớn. Tại sao vậy con? Sao mất tới 10 triệu? Nợ gì tới 10 triệu hả con? Không phải 10 triệu luôn, mà là 100 triệu. Dạ. Trời ơi, gọt gì mà lâu quá lâu vậy? Từ từ em tôi mới lấy ra mà, làm gì mà nè. Ăn đi. Rửa chưa vậy? Rửa. Trời rồi. Ơi, sao chỗ này còn xanh lè xanh lét vậy? Sao không rửa cho nó? Chứ ổi màu gì? Ổi màu xanh. Rửa rồi đúng không? Rửa rồi. Ngâm muối đàng hoàng á, sạch lắm. Có khi nào mà tôi cho ông ăn đồ chưa rửa ông trời? Sao ông nói vậy, tôi chạnh lòng quá à. Giận hết sức á. Lấy lại đi, khỏi ăn nữa đi. Không biết bà có ý đồ gì không? Sao? Ngâm muối để cho nó mặn mặn để mình khỏi chấm muối đúng không? Đúng rồi, tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được nhiên liệu. Bà vậy mới hả? Ăn gì? Miếng ổi này tôi nhớ ngày hôm qua cái bộ phim gì cái bộ phim trên tivi Chồng ơi vợ à gì đó, có diễn viên Thanh Bình đó, có nét diễn ngồi ăn ổi đập đá mà tôi thấy thấy ổng là giống như ổng vừa ngồi nha, cái nón sụp của cái ông cúi xuống ông ăn. Có mình ông thích cái phong cách lạ lùng đó thôi, chứ còn ta là ta nhìn cái nét đẹp hoàn hảo kìa, như thằng Vũ là nét đẹp hoàn hảo. Từ cái dáng đến gương mặt, đến nước da, đến từng nét trên gương mặt, ông thử coi cả dòng họ nhà mình có ai được đẹp lồng lộng ngời ngời như nó chưa. Mệt, lúc nào cũng tân bốc con mình hết. Trời ơi, con mình sao mà không tân bốc? Mà đó lại là con giỏi, con ngoan, con đẹp, con xinh. Tôi xin số cái ông gì à, ông Thanh Bình diễn viên gì đó. Sao liệu của Thanh Bình hoài vậy? Cho con mình theo làm đệ tử, để mốt nó làm diễn viên, làm nghệ sĩ luôn. Ôi giời ơi, tự người khách người ta nhìn thấy nó đẹp, người ta mời nó, mắc mới gì phải đi xin xỏ, mắc cười quá à. Bà. Hả? Bà. Gì? Bởi sao đi chợ mua tôi cái nón nè. Nón làm gì? Nón kia. Giống ông Thanh Bình. Đó, dịnh dịch cái nón. Thôi ông bệnh lắm rồi á. Ba mẹ mới về. Ủa? Con về rồi. Trời ơi, tài tử của mẹ. Ủa? Thấy chưa, ngắm con đi. Ngồi xuống con, ngồi xuống. Ủa con, bữa nay đâu phải cái dịp gì mà sao về đột xuất vậy? Ủa thường là cuối tuần hay là cuối tháng thì mới về, sao tự nhiên bữa nay về đúng ngang rồi, vậy? Đúng rồi, sao về đột xuất vậy con? Bữa nay con mới thi xong. Thi xong rồi được nghỉ, cái cũng chạy về nhà mình liền. Thi xong là trường cho nghỉ, thế nên về thăm vợ chồng mình. Trời ơi, thấy cưng ghê không? Nói nghe nè, ở nhà còn ít món lắm, cho nên là ông phải giúp tôi chạy ra chợ mua tất cả những cái đồ mà con nó thích á, về tôi chế biến cho con ăn. Mua phở không? Cái gì phở? Diễn viên Thanh Bình thích ăn phở. Vậy thôi, con thích gì bạn biết là bạn mua. Mà giờ bay ra đường hả? Bay ra ngoài đó, có ai mà kiếm con á, bà nói con chưa về nha. Ủa sao kỳ vậy, con về rồi mà. Tại vì con mới thi xong, bây giờ con mệt. Bởi vì con cần cái thời gian mà nghỉ đúng ngơi rồi. Đúng rồi, đúng. Mệt. Ai mà hỏi con bánh á, không biết. Vũ chưa về, nó đi qua Tết nó mới về. Đúng rồi, phải nghỉ ngơi con. Đúng chứ rồi. Đầu óc căng thẳng quá mà con cứ để căng thẳng hoài á thì con sẽ bị stress. Đúng rồi đó. Thôi nghỉ ngơi đi. Ba đi mua đồ, mua phở đúng không bà? Đi. Rồi, con bây giờ con ngồi đây con ăn ngồi đi, ăn chơi đi nha. Rồi mẹ vô mẹ chuẩn bị những cái món lặt vặt đi, rồi ba con về là nấu vô những cái món chính cho con nha.
lộn số anh ơi. À, tôi không phải Vũ gì hết á. Ừ. Sao ta? Không được, không được. Tụi mày không được làm vậy. Vũ ơi, có chuyện gì vậy con? Dạ. Dạ không có gì hết mẹ ơi. Ờ, con chơi game thôi à. Ờ trời ơi, làm mẹ hết hồn nghe con la cái gì không được, không được. Làm hết hồn à. Để mẹ nghe điện thoại xong rồi nói nha. À, thôi. Mày đừng nghe. Cái gì vậy? Cái gì sao không nghe? Cái gì? Ủa, sao không nghe? Điện thoại người ta gọi cho mẹ mà. Tại vì con coi trên mạng á, cỡ này cái mấy cái vụ mà người ta gọi quảng cáo gì đó, người ta lừa mình mà. Ủa nghe hả? Dạ. Ủa lúc này người ta hay lừa mấy cái vụ mà quảng cáo trong điện thoại lắm mà. Nếu mình nghe là mình dính liền luôn hả? Mà số lạ đúng không mẹ? Số lạ. Đúng rồi, là quảng cáo đó. Quảng cáo hả? Mà mình nghe là mình bị lừa liền hả? Dạ, mình nghe là mình bị mất tiền điện thoại. Ôi trời, sao ghê vậy con? Ôi thôi, không nghe. Cái gì vậy? Sao tôi không có cái số lạ nữa? Đừng nghe ba. Nghe đại đi, cái gì đâu? Dạ, bị mất tiền. Thôi, đừng nghe. Con nó nói rồi, nghe là bị mất tiền á. Nó trừ nhiều con... tiền lắm á, cái vụ này tôi cũng nghe đó, phong phanh ở đâu đó rồi. Con coi trên mạng là đúng rồi, nghe là bị mất tiền. Bà thấy cái này có đâu có gì lạ đâu con. À, bà thấy con mới lạ đó. Từ hồi con về đây lúc nào con thấp thỏm không yên hết. Đúng rồi. Ủa là sao vậy con? Bà con nói đúng á, mẹ thấy con á, mấy nay con sao á. Ủa? Có chuyện gì không con? Ủa? Con chuyện giống giống mẹ. Mẹ bình thường mà. Có chuyện gì nói cho ba mẹ biết đi. Ba mẹ còn có cách giải quyết nữa. Chuyện gì? Con thiếu nợ người ta. Hả? Con nói lại một lần nữa cho mẹ nghe xem. Con thiếu nợ người ta. Rồi bây giờ người ta gọi điện thoại ba mẹ người ta kiếm con á. Con thiếu nợ? Thiếu nợ là như thế nào? Trời ơi, bỏ ra đi. Ông bị sao vậy? Hả? Tôi quên. Cái gì? Hả? Con làm sao mà có thiếu nợ người ta? Này, tôi đính chính nha. Tháng nào tôi cũng gửi tiền lên cho con đàng hoàng. Ông đừng có nghĩ là tôi không có gửi nha. Mẹ có gửi tiền lên cho con đàng hoàng đúng không? Con nói với mẹ là con vẫn đủ xài mà đúng không? Nè, nói cho bà biết coi, con nợ người ta bao nhiêu? Bao nhiêu? 1 triệu. Trời ơi, thiệt tình. Quỷ. 1 triệu, không có sao hết trơn á. Thôi, ông đừng có la con nha. À, tôi thấy không sao, bởi vì nhiều khi có sinh nhật bạn bè đột xuất trong tháng á, 2-3 đứa lượt thì làm sao mà không có tốn tiền được. Mà chắc là con nó ngại, nó xin lặt vặt vậy rồi mẹ mất công gửi tới gửi lui, cho nên là nó mượn tiền bạn á, rồi mua quà trước, rồi giờ về mới nói với mẹ đây nè. Không có sao hết trơn á, 1 triệu một lát nữa mẹ sẽ lấy đưa cho con, rồi con trả cho bạn con. Đừng có lo là mình mắc nợ, hiểu không? Không phải 1 triệu mẹ ơi. Chứ nhiêu? 10 triệu. Trời ơi, đang tuổi ăn tuổi học mà làm gì mất nợ tới 10 triệu hả con? Số tiền đó lớn. Tại sao vậy con? Sao mất tới 10 triệu? Nợ gì tới 10 triệu hả con? Không phải 10 triệu luôn, mà là 100 triệu. Dạ. 100 triệu. Con mượn tiền giùm bạn con. Trời ơi. Làm trời. Trời ơi con, đừng mốt mốt nói rõ ràng ràng chút xíu nha. Làm ba mẹ hết hồn mà. Thằng nhỏ nó đi mượn tiền giùm cho bạn nó. Bây giờ nó thấy bạn nó mắc nợ số tiền lớn quá, cho nên là nó lo lắng giùm. Trời ơi, tôi nói rồi, con mình á, nó sống tốt lắm. Nó rất là có cái tình người, rồi biết yêu thương bạn bè. Thấy bạn vậy lo giùm thôi. Con lo giùm vậy thì thôi là cũng, bạn con cũng xúc động lắm rồi đó. Nhắn tin điện thoại của bạn con trả được rồi. Trời ơi, làm ba mẹ hết hồn à. Con mượn tiền giùm bạn con, mà con là người ký giấy nợ. Hả?
Thôi mà anh Hoa, ăn gì mà khôn dữ vậy hả? Ăn gì mà khôn dữ vậy hả? Mượn tiền cho người ta rồi tự ký lên luôn là sao hả? Rồi bà, người ta bỏ chạy ta trốn mất tiền của Lãnh hết hả? Hả? Mà làm gì mượn, làm gì mượn tới 100 triệu giùm bạn? Bạn bị cái gì hả? Dạ tại lúc, sao? Lúc đầu á là bạn con nó kêu á là gia đình nó đang có người bị bệnh, xong rồi bây giờ phải cần mượn tiền gấp. Mượn 100 triệu luôn? Dạ không phải, lúc đầu á là lúc mà con nghe điện thoại với nó là nó kêu con mượn 1 triệu. Xong rồi người ta đem giấy qua cho con. Rồi sao nữa? Con đọc cái số rõ ràng là 1 triệu, xong con ký tên. Mà sao 100 triệu? Sao bây giờ lại là 100 triệu? Xong rồi người ta đòi tiền con á, con không biết sao mà lúc đó cái số đó thành 100 triệu luôn. Cái gì kỳ vậy? Cái này là sao ông? Cái này là sao? Mượn 1 triệu mà bây giờ thành 100 triệu là sao? Vậy con mình nó bị gạt đó bà. Chết rồi. Vậy con có gọi điện cho bạn con không? Điện cho bạn con. Con có gọi rồi. Rồi bạn con trả lời sao? Thì ba quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Rồi một băng nhóm lừa đảo luôn. Bạn con chơi thân cái kiểu gì vậy hả? Mà con không hiểu gì về bạn con hả? Bây giờ nó trốn cùng với cái băng nhóm lừa đảo đó luôn rồi. Làm gì có mượn mà cho chữa bệnh cho mẹ gì đâu mà 1 triệu. Mà bây giờ á là lên 100 triệu. Rồi gọi điện thoại thì không nghe máy là sao? Rồi thuê bao không gọi được là sao? Lừa đảo ông ơi, lừa đảo. Bây giờ chỉ còn một cách thôi. Cách gì vậy ba? Cách gì ông cứu con đi ông ơi. Báo công an. Không được ba ơi. Bây giờ mà ba báo công an á, 100 triệu luôn đó, là người ta bắt con, người ta đình chỉ con rồi sao con đi học. Đúng rồi ông ơi, không làm cách đó được đâu. Ông nghĩ cách khác đi, công an sẽ giam thằng nhỏ. Không, không thể nào giam được. Tôi nghĩ công an là những người rất hiểu lý lẽ. Và con mình nè, thì cay ngay, không sợ chết đứng, hiểu chưa? Sao này phải biết tu tâm dưỡng tính, biết chọn bạn mà chơi. Cũng may công an tóm gọn bọn lừa đảo, con được minh quan. Nếu không con ở nhà rú cả ngày luôn á. Thôi được rồi, đừng có la con nữa. Nãy giờ là trên đường đi cứ một đoạn lại la. Con nó hiểu rồi mà. Nha. Dạ. Con xin lỗi ba. Xin lỗi mẹ. Con để ba mẹ lo lắng vì con quá nhiều rồi. Con biết lỗi như vậy là tốt rồi. Bây giờ cái việc của con á là cứ tập trung mà học cho nó giỏi, hiểu không? Sau này á mình cứ lấy đây là một cái bài học kinh nghiệm, hiểu không? Đừng có mắc phải sai lầm như vậy nữa. Con dù lớn vẫn là con của ba mẹ. Trên đường đời, khi mệt mỏi, khi sợ hãi, khi bế tắc thì nhớ quay về. Ba mẹ còn hơi thở thì sẽ còn chở che cho con.